Thưa quý vị và các bạn, các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Sơn La thời gian qua đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, duy trì ổn định sản xuất, tạo việc làm ổn định và đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Nhờ đó mà nhiều nhà máy xí nghiệp, hợp tác xã đã giữ chân được người lao động tại chỗ, không chỉ giải quyết được việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động mà còn đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhà máy tinh bột sắn BHL nằm trong khu công nghiệp Mai Sơn đã đầu tư dây chuyền sản xuất với công suất 300 tấn bột sắn mỗi ngày, tương đương khoảng 1.000 tấn sắn tươi. Nhiều năm nay, có thời điểm công ty gặp khó khăn chung do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Nhưng bằng nhiều giải pháp, nhà máy vẫn nỗ lực duy trì hoạt động ổn định và tạo công ăn việc làm cho gần 200 cán bộ công nhân, thường xuyên quan tâm cải thiện môi trường làm việc, đảm bảo vệ sinh môi trường, sức khỏe cho người lao động. Tôi cũng đang làm đây 5 năm và trong quá trình làm thì cũng thu nhập của bên công ty ổn định. Bên lãnh đạo công ty chăm lo đời sống cho công nhân là tốt, đảm bảo luôn công việc cho anh em và đầy đủ thu nhập về các chế độ lương thưởng. Hay như công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Nhung, đơn vị chuyên sản xuất chế biến lâm sản, được thành lập và đi vào hoạt động tại khu công nghiệp Mai Sơn từ năm 2018. Các công nhân ở đây đa phần là nữ tại xã Mường Bon, Mường Bằng của huyện Mai Sơn. Khi làm việc tại đây đều được đảm bảo quyền lợi về tiền lương, bảo hộ lao động và dịp lễ Tết, công nhân đều có thêm phần thưởng động viên khuyến khích nên họ đều gắn bó lâu dài với công ty. Hai vợ chồng tôi cũng đã làm việc ở đây 3 đến 4 năm từ đầu tiên công ty vào đây ạ. Và chúng tôi rất là vui khi có công ty vào đây thì cuộc sống của chúng tôi đỡ vất vả, đỡ khổ hơn. Thì chúng tôi mong muốn sau này thì công ty sẽ làm ăn sẽ tiến tới hơn nữa và mong muốn sau này công nhân sẽ ai cũng sẽ có lương cao hơn ạ. Nhà máy gạch Tuy Nen Huy Thượng, công ty cổ phần Thành An Sơn La, huyện Phổ Yên có tổng mức đầu tư trên 50 tỷ đồng, công suất 40 triệu viên gạch mỗi năm, cung cấp cho thị trường huyện Phú Yên, Bắc Yên và huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Nhờ thực hiện tốt chính sách cho người lao động, nên trong nhiều năm qua, công ty luôn ổn định và phát triển doanh thu năm sau cao hơn năm trước, tạo việc làm ổn định cho trên 100 lao động, với mức thu nhập trung bình 5,5 đến 6 triệu đồng một người một tháng. Từ năm 2016, chúng tôi đã thành lập cái tổ chức công đoàn. Cái tổ chức công đoàn thì hoạt động thì với mục đích là chăm lo cũng như là bảo vệ đến đời sống của người lao động. Thời tiết nắng nôi rồi là các chế độ chính sách cũng như là có những cái sự hỗ trợ riêng khi mà thời tiết nắng nóng hoặc có những môi trường làm việc đặc thù thì cũng được hỗ trợ thêm về cái thu nhập. Trên địa bàn tỉnh Sơn La hiện có 3.290 doanh nghiệp đang hoạt động tạo công ăn việc làm cho hàng chục nghìn lao động. Tỉnh Sơn La đã và đang tích cực triển khai các giải pháp chính sách tạo thêm việc làm mới, hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt là lao động vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp người lao động được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, từ đó tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động.